Đi đi ra đây, ra đây đi. Đây ra cái chỗ tay du ký. Đâu? Con thích cái đây á? Đẹp không? Vàng vàng. Hả? Đâu làm gì có? Đó. Đâu? À ừ, đúng rồi, cái đấy là của sư phụ à? Đây là của ông. Đi tiếp, đi đến đoạn kia. Ừ, đi tiếp. Ông trèo đấy. Cái màu này. Không, cái này là cái chậu này là nó nhiều lắm rồi đấy. Quỳnh phải lấy một vài cây về bày ở ấy, cháu ấy, hiểu chưa? Phải lấy một vài cây này về bày ở sân nó mới. Em nói chậu này bây giờ là 5 triệu đấy. Làm xong nhà thờ. Cấp tay 5 triệu. Chú xem chọn cây nào chú lấy cây đi này. Chơi. Đây của chú gửi đây đây. Chú việc gì mà chơi? Đây bên cháu nhưng thật mà. Chơi một vài cây nó xứng tầm với nhà thờ. Xứng tầm với nhà thờ. Đúng. Nào ra cổng làng Vũ Đại nhá. Vâng. Cổng nhà Vũ Đại đâu? Cổng làng Vũ Đại ấy. Là kìa. Thì bà răng đen này đúng không? Ừ. Xung quanh ông toàn muối thôi. Xung quanh còn. Con đi trước đi, đi con đi, đi đấy đi đúng rồi. Xem là làng Vũ Đại đâu? Đâu nhỉ? Đâu à? Thế cứ ra cái tháp nước thế nào? Vũ Đại đâu? Cực kỳ đẹp. Có hai đứa chăn trâu ấy ông ạ. Ừ. Đây, đây. Đúng rồi, cái ngọc này. Đó, đi, đi. Không, đi tiếp. Đi tiếp. Đấy. Lầu. Lầu. Đâu, ông cho con xem trên này. Đâu. Kìa 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 kìa. Để sang đi này ông nhỉ. Đi ra chỗ cái cột đèn này vậy. Đi. Cột đèn nào? Đấy đi, con đi thẳng đấy đi. Đấy đi thẳng đấy. Rồi. Nào con đi thì cẩn thận đi. Thả tay con ra. Ra đây. Đây 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 đây. Đây. Đâu? Ông ơi, cái nhà kia là cái nhà gì? Đâu? Nhà thi đấu. Đấu gì? Đấu gì? Hai đấu vật nhau. Người này
khi cái bà răng đen xì đâu, răng cũng hơi đen xì một tí à. Đợi tôi đi. Đi không? Hai đứa chăm sâu bà mẹ. Đây, ra đây, ra đây, ra đây xem cái cây này. Không. Đây này. Đây, cây này, cây này đại tướng này. Cây này phía trước kìa. Đây, đây, đây. 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 Đây, cây này được vậy nhỉ? Con đứng ở dưới đấy đi, con đứng ở dưới đấy, chụp cho con cái máy đi. Đây này. Đi đây, con đứng đây này. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đi đi, ra đây, ra đây, đi.